Một ván cờ hay kết thúc bất ngờ là lần gặp giữa hai tay cờ đứng đầu trên bảng phong thần, chính là chiến thần hủy diệt Vương Thứ Nhất và thiếu hiệp khét tiếng tàn bạo bậc nhất của kỳ đàn Trung Hoa, Trịnh Duy Đồng, giải vô địch Thượng Hải mở rộng năm 2022. Ở trong cuộc Trịnh Thiên Thổ pháo đưa vào trung lộ, còn Vương thì mã 8 tiến 7. Trịnh tới đây đưa ngựa để thúc lên, Vương quyết định bệnh xe ngay. Trịnh lấy C1 bệnh 2, Vương tiến binh 7. Trịnh dùng binh để đối trận và Vương tiến pháo quốc hà. Bởi vậy sẽ manh muốn để hình thành nước cờ còn lại, tức là pháo 8 tiến thẳng 4 nước để tạo ra một cục diện đầy ác liệt. Để ngăn cản, Trịnh chọn một cách đi cơ bản là C2 tuần hạ ngay. Vương lại dùng pháo này chém chốt để đe thường. Trịnh tưởng 3 tấn 1, rồi Vương nhảy mã cánh bên kia. Trịnh cũng gấp rút để triển khai cánh trái của mình, dùng pháo 8 bệnh 7 trước. Vương tới đây tưởng 3 tấn 5. Trịnh tức khắc dùng bích 7 tiến 1, đưa cuộc cờ về cao trào. Khi mà mới chỉ vài nước đã phế đi một chốt như vậy, Vương hẳn không còn cách khác, tưởng 5 tấn 3. Trịnh đã trả lời mã 8 tiến 9 ngay. Vương lấy pháo tách ra cánh biên để kích đổi. Trịnh không ngần ngại để chấp nhận phương án này. Mã 7 của Vương quay đầu về, rồi lấy cơ hội đưa xe còn lại nhập cuộc ngay. C9 khởi hoành. Sau khi Vương bổ xít lên, thì Trịnh tức khắc dùng pháo 7 tiến 1, nhờ mã biên lấy căn để có thể kích đổi. Không còn cách nào khác cả, Vương dùng pháo 7 tiêu diệt, mã của Trịnh thuận lợi để phát triển. Rồi Vương lấy xe chiếm được con đường sườn. Vừa một lúc hai chuyện, hoặc là lấy C9 bình 6, hoặc là đưa ngựa này thúc qua, tất cả những phương án Trịnh không thể nào triển khai được. Lựa chọn của anh lấy C9 bình 2 đánh đuổi. Mã 8 chính là tiêu điểm. Vương mã 8 tấn 7 ngay. Rồi Trịnh tức khắc đưa mã 3 để phát triển, chuẩn bị cho một kế hoạch rõ ràng, nhảy qua tạo thế liên hoàn. Vương biết vậy cho nên tổ chức để đánh trả. Mã 7 tiến đường 6. Trịnh tới đây đưa mã 7 cũng tấn lên. Chuyện thứ nhất là trực tiếp đánh đuổi và chiến mã đường 3, nhưng không phải chỉ mỗi vậy. Vương sau một lúc đắn đo, quyết định của anh là C4 tiến lên hai nước để giữ trận. Rồi Trịnh Duy Đồng pháo 5 bệnh 3 để nhòm tường. Tất nhiên đây là một đòn cờ phục sát, nhưng không thể nào đối phó một cách quá đơn giản. Ý chỉ là dùng tường quay về, hoặc là tường 7 tấn 5. Tất cả những phương án này Vương chỉ có một kết cục duy nhất là thảm bại. Pháo của Trịnh lúc đó chỉ cần lấy để tạt sang đường 6 mà thôi. Quân xe đường 4 lúc này rất khó để giải quyết, đỡ kiểu gì cũng bại. Cho nên quyết định của Vương dùng pháo 9 bệnh 7 để kích đổi. Không đổi mà Trịnh dùng pháo tả sang đuổi bắt xe. Xe của Vương lánh sang lộ còn lại, rồi tức khắc bệnh pháo sang để cô cản. Cả xe lẫn ngựa đều không đi được. Vương gấp rút dùng binh 5 tiến 1 ngay. Thấy vậy Trịnh đã thỏ xe ngay kỳ hà, nhòm vào chốt. Và Vương đưa mã 3 phát triển đi thẳng vào trung lộ để giữ căn. Trịnh lại thay đổi, dùng xe tiến 1 vây đuổi trông giáo giết. Vương trả lời dùng chốt 7 tiến 1 kích đổi ngay. Gọi là kích đổi tại vì điều này gần như đã ép buộc. Thứ nhất, về phía của Trịnh không thể nào lấy tường để chém chốt được. Việc của Vương là gì? Dùng mã 6 quay đầu bắt thẳng vào xe, mời đồ chủ lực. Pháo 8 buộc phải quật lên. Rồi Vương mã 5 tiến 7 để phát triển. Đằng nào pháo của Trịnh cũng phải thoát đi cả. Cho dù có tháo chạy bất kỳ cửa nào, cái giá phải trả của Trịnh thật sự là khá đắt đỏ. Vương mã 8 tiến 7 để chém tường. Trận đồ vừa tiến công lẫn phòng thủ, tốt hơn đối phương rất nhiều. Trịnh chỉ có một kết cục đầy dễ sự bất lợi mà thôi. Cho nên đó cũng là lý do sau nước cờ ở trước dùng chốt để tiến một. Về phía của Trịnh buộc phải lấy xe này tiêu diệt vào mã trung tâm. Vương cũng vậy, dùng chốt 7 bệnh 6 chém lại mã của đối thủ. Giờ Trịnh dùng xe 5 bệnh đường 3. Vương tới đây dùng mã 6 tiến 8 đủ để hóa giải đi tất cả. Câu chuyện là dùng pháo hòng có thể bắt mã đánh quân bảo vệ, rồi lấy xe tiến 1 đắc quân của Trịnh tới đây xem như đã phá giản. Quyết định của anh dùng xe 3 bệnh 2 tránh việc đổi chủ lực, chỉ có cảnh thua. Tại vì lúc đó bàn cờ sẽ chuyển về tàn pháo mã mà Trịnh thua đối phương những hai chốt. Còn tới đây thì sao? Vương dùng chốt 6 bệnh sang đường 7, một công hai việc. Giữ vào mã và lấy xe này truy đuổi vào pháo sườn. Trịnh C4 tấn 5. Vương dùng mã 8 tiến 9 đạp tường. Trịnh chỉ cần dùng xe quay về một mạch. Thành thử chiến ngựa đường biên chính thức đã bị gọi hồn, không thể nào thoát thân nổi.
Vậy thì có phải đây là một sai lầm chí mạng của ngoại tinh nhân? Câu trả lời của anh, pháo bảy tiến lên hai nước đánh đuổi, nhằm vào mã cánh bên kia. Mã này buộc phải rút chạy, rồi tiếp tục trông gấp rút, dùng C6 tiến thẳng một mạch, quản lý chốt ngay. Trình biết được rằng đằng nào quân ngựa này của đối phương cũng phải vong mạng. Quyết định ổn thỏa hơn, dùng mã 7 thoái về đường 6, giữ vào binh trung lộ. Vương ra tay vào chốt còn lại, và Trình cũng chẳng buông tha, dùng pháo này tiêu diệt vào mã ngay. Bàn cờ ra một thế tàn, vẫn còn rất căng thẳng. Không phải vì việc mà Trình duy động hơn đối phương một mã, mà có thể kết luận anh có thể chiếm được phần ưu trong hình cờ này. Hãy nhìn kỹ lại về hàng tuyến phòng thủ thì Trình vỡ tường, và về đội hình tiến công thì Trình lúc này còn kém đối phương tận 3 chốt. Cho nên cuộc cờ vẫn đi về một cao trào rất căng thẳng mà người xem khó lòng rời mắt nổi. Quyết định của Vương dùng chốt 7 bình 6 ngay. Trình dùng mã 6 tiến 8 và Vương dùng pháo 7 lại quay đầu. Trình tới đây tượng 7 tấn 5. Tránh rơi về hiểm cảnh khi đối phương sau khi dùng pháo quay về phục vụ cho một mưu đồ hiểm ác, lúc đó chỉ cần lấy pháo tạt ra cánh biên, đánh từ pháo ngay. Còn tới đây nếu như làm vậy, tượng chỉ cần quay về vẫn có thể giữ cân được. Bởi vậy quyết định của Vương cũng thay đổi, dùng C9 bệnh 5 chém chốt. Và Trình dùng mã 8 tiến 7 đuổi bắt xe. Xe của Vương lại thoái 1, rồi lại tiếp tục đưa mã quay về đuổi bắt. Xe của Vương lại tiến 1, lại phóng lên, xe Vương quay đầu về. Hai nước cờ này liên tục, dẫu biết là đang phạm luật, nhưng có vẻ Trình đang cố tình làm để tích lũy thêm thời gian. Quyết định của anh lần nữa, mã 7 quay đầu, Vương xe 5 tiến 1, rồi tìm ra cách để thay đổi. Xe 2 bệnh 3 trong pháo của Vương. Pháo của Vương rút chạy lại tạt sang đường 2, ngấm ngầm để có thể phục kích về phía cánh trái của đối phương. Trình giải quyết trước, tưởng 5 đã quay đầu. Rồi Vương tới đây, lấy xe 5 bệnh sang đường 8. Và Trình duy động, dùng pháo để thoái 1. Vương tức khắc trả lời cho đoàn cờ dịch xe của mình. Pháo 2 chiếm thẳng vào trung lộ, đè xe cổ ngay. Bởi vậy cũng là lý do mà Trình đã dùng pháo để thoái 1. Chuẩn bị là gì? Pháo 1, bệnh 3. Vương dùng xe này trào chiếu, thì pháo có thể thoái 1, rồi bệnh vào nhờ tướng hỗ trợ. Bởi vậy mà có thể qua khỏi hiểm cảnh. Tới đây, nhân tiện là gì? Dùng pháo để đe tưởng xe cổ. Vương tượng 7 ném lên biên. Rồi tức khắc Trình mã 6 tấn 7 đổi bắt vào binh trung lộ. Xe của Vương quay đầu về. Trình duy động dùng pháo để thoái 1. Vương lại dùng binh còn lại cũng qua được hà. Bởi vậy đây là một thế cờ rất khó để triển khai của Trình duy động. Mặc dù còn tới tận tam tử, huynh để chốt của Vương tạo thành một bức tường thành kiên cố ngay cửa hà, không còn gì có thể xâm phạm được. Trình duy động đưa tướng quân xuất công, tránh việc đối phương lệch chốt này chiếu lấy mảng máu của mình. Vương vẫn vậy, điều cho sang đánh đuổi. Mã của Trình thoái về, rồi tiếp tục đuổi bắt tiếp. Mã 6 tiến 8 ngay. Đoàn tới đây, lệch chốt sang đuổi trông giáo giết. Mã 8 quay đầu, rồi lại dùng binh 6 tiến 1. Để ngăn cản đối phương Trình duy động, mã 7 tiến 5 tạo cảnh bắt đôi. Còn tới đây, chốt đường 6 đã được an toàn. Vấn đề của Vương là binh ở đường 3 mà thôi. Quyết định của anh không phải đưa quân tháo chạy một cách bị động, mà lại lấy xe 8 bằng đường 6 ngay. Chuyện rõ ràng khi mà Trình duy động mã 5 tiến 7 chém chốt, nhưng tôi mảng một xe. Chốt này lệch sang chiếu ngay, xe này phải kê vào, giờ kiểu gì cũng tắc từ cả, không thể nào phòng thủ nổi. Cho nên cũng là lý do cho nước cờ bỏ chốt bằng xe của Vương. Trình dùng mã 5 tiến 6 đánh đuổi, Vương chỉ cần dùng xe đuổi bất trả. Trình phóng lao theo lao, dùng mã 6 tiến 5, Vương chỉ cần rời xe về đúng hai trường. Trình nhận thấy khó đi, đành phải buông cờ mà đầu hàng. Khi tới đây mã chạy thì xe sẽ mất mạng như biến cờ ở trước. Còn chuyện mà mất ngựa cũng còn xe pháo giống nhau, nhưng hẳn nhiên Trình không còn bất kỳ 1% cơ hội nào khi đối diện lại đối phương vẫn còn nguyên cả 5 chốt. Thực sự là quá hùng hậu. Một ván cờ hay, đối công căng thẳng giữa nhị vị cao thủ. Còn video này chỉ tới đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.